Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em nhỏ. Các em đã sẵn sàng để vẽ những hình thù khác nhau chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nào. Vẽ một hình tròn này và thêm một hình tam giác nữa này. Tuyệt thật nhỉ? Các em có đoán được hình tiếp theo không? Đó là một trái tim. Và cuối cùng là một hình vuông. Thật đơn giản đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho những hình này những khuôn mặt thật vui nhộn nhé. Vẽ đôi mắt rồi tô màu cho mắt này. Sau đó là một cái miệng cười thật tươi. Một khuôn mặt cho hình tam giác của chúng ta. Và đừng quên cái lông mày đấy nhé. Tiếp theo là khuôn mặt cho hình trái tim và hình vuông. Ôi, trông thật là đáng yêu. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm đường viền cho các hình như thế này này. Chúng ta vẽ rất giỏi đúng không nào? Và đến phần hấp dẫn nhất rồi đây. Chúng ta cùng tô màu thôi. Một màu vàng rực rỡ cho hình tròn như thế này. Đúng rồi. Và đây là hình tròn của chúng ta. Tuyệt quá. Đến hình tam giác này, chúng ta tô bằng một màu xanh lá cây. Các em chú ý đừng tô ra ngoài đường viền nhé. Và đây rồi, một hình tam giác. Yay! Chúng ta tiếp tục với hình trái tim. Màu hồng sẽ rất tuyệt đấy. Các em có nghĩ vậy không? Hãy cùng tô nào. Em có thấy vui không nào? Và thế là xong rồi, một hình trái tim. Cuối cùng chúng ta sẽ dùng màu cam cho hình vuông nhé. Chúng ta đã gần hoàn thành rồi. Các em nhìn xem, thật tuyệt đúng không? Thật là một bức tranh đầy màu sắc hạnh phúc và thật vui khi học vẽ những hình này đúng không nào? Chúng ta đã xong với hình vuông rồi. Đây là tất cả những hình mà chúng ta đã vẽ được đấy. Hy vọng các em đã học vẽ thật vui. Hẹn gặp lại các em nhé! Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.